Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng. Quay trở lại là bản tin Hoa Kỳ. Thưa quý vị, Hoa Kỳ đã ghi nhận hơn 77.000 ca nhiễm trong một ngày. Vào ngày 16 tháng 7, Hoa Kỳ đã ghi nhận hơn 77.255 ca nhiễm COVID-19. Đây là mức tăng kỷ lục mà một quốc gia ghi nhận từ hồi đầu dịch cho đến nay. Theo thống kê, chỉ khoảng vài tuần trước, số người nhiễm bệnh chỉ bằng khoảng 1/3 con số hiện nay. Theo dữ liệu thống kê từ Đại học Johns Hopkins, số người nhiễm bệnh trên toàn nước Mỹ hiện nay đã trên con số 3.576.157 người. Tính từ đầu tháng 7 cho đến nay, đã có hơn 30 tiểu bang đã ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày tăng kỷ lục. Trong khi đó, 14 tiểu bang đã báo cáo số người chết vì COVID-19 hàng ngày trong tháng 7, cao hơn các tháng trước đó. Ở các tiểu bang đang bị ảnh hưởng nặng như là Texas và Arizona, số giường bệnh đang bị thiếu hụt trầm trọng. Nhân viên y tế ở nhiều nơi khác phải chuyển đến các tiểu bang này để tăng cường. Trong khi đó, nhiều bệnh viện phải huy động thêm xe tải đông lạnh để chứa thi thể bệnh nhân khi toàn bộ nhà xác đã hết chỗ. Nhiều tiểu bang bắt buộc người dân đeo khẩu trang. Trước tình hình ngày càng có nhiều tiểu bang ghi nhận số ca nhiễm trong một ngày tăng kỷ lục, thống đốc tiểu bang Colorado là Jared Polis, thống đốc tiểu bang Ohio Mike DeWine và thống đốc tiểu bang Arkansas Asa Hutchinson đã ra lệnh buộc người dân phải đeo khẩu trang chứ không còn khuyến khích như trước đó. Trong thông báo mới, tiểu bang Colorado yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang tại những khu vực công cộng. Tiểu bang Arkansas yêu cầu mọi người phải đeo khẩu trang khi ra đường và tuân thủ nghiêm khoảng cách xã hội an toàn là 2 mét. Thống đốc tiểu bang Ohio Mike DeWine cũng mở rộng chỉ thị trước đó, thêm vào một số trường hợp bắt buộc là phải đeo khẩu trang. Cả ba thống đốc kể trên trước đây từng phản đối việc quy định bắt buộc đeo khẩu trang. Tuy nhiên, khi tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày càng nghiêm trọng, thì họ thừa nhận rằng không còn lựa chọn nào tốt hơn. Đại dịch COVID-19 có thể thay đổi cục diện bầu cử tổng thống năm 2020. Việc Tổng thống Donald Trump bất ngờ thay đổi nhân sự cấp cao trong nhóm vận động tranh cử, bổ nhiệm tân giám đốc ban vận động tái tranh cử Tổng thống 2020, được đánh giá là bước điều chỉnh có thể dẫn tới những thay đổi để nhằm thúc đẩy chiến dịch tranh cử, khi chỉ còn chưa đầy 4 tháng nữa là tới ngày bỏ phiếu. Kết quả một số cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump đang giảm ở nhiều tiểu bang quan trọng, khi nước Mỹ tiếp tục phải chống chọi với đại dịch. Tỷ lệ người dân tán thành cách thức Tổng thống Trump đối phó với đại dịch đã xuống thấp kỷ lục. Trong khi đó, hàng triệu người vẫn không có việc làm và biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc lan rộng trên khắp cả nước, kéo theo không ít vụ bạo loạn và gây rối. Có thể nói, cục diện trên chính trường Hoa Kỳ năm 2020, năm bầu cử quan trọng và mang tính quyết định đối với việc tái tranh cử của Tổng thống Donald Trump. Đảng Cộng hòa thu hẹp quy mô tổ chức đại hội quốc gia. Ủy ban quốc gia Đảng Cộng hòa RNC ngày 16 tháng 7 ra thông báo sẽ thu hẹp quy mô tổ chức đại hội quốc gia dự kiến vào tháng 8 tại Jacksonville, tiểu bang Florida vì tình hình COVID-19. Trong một bức thư, Chủ tịch của Ủy ban quốc gia Đảng Cộng hòa Romney McDaniel đã thông báo cho các thành viên về quyết định thay đổi trên do tác động của đại dịch COVID-19. Ông Romney McDaniel cho biết số người tham dự sẽ chỉ giới hạn trong 3 ngày đầu tiên, với tổng số người tham dự là khoảng 2.500 người. Tuy nhiên, vào ngày cuối cùng khi Tổng thống Donald Trump có bài phát biểu chính thức chấp nhận đề cử của Đảng Cộng hòa, số đại biểu được phép tham dự là khoảng 6.000 hoặc 7.000 người. Đại hội sẽ được tổ chức kết hợp ở cả các địa điểm trong nhà và ngoài trời. Nhiều biện pháp y tế sẽ được thực hành nhằm bảo đảm sự an toàn cho những người tham dự. Thưa quý vị, thống đốc của Đảng Cộng hòa thuộc tiểu bang Maryland đã chỉ trích Tổng thống Trump. Vào ngày thứ Năm 16 tháng 7, thống đốc tiểu bang Maryland thuộc Đảng Cộng hòa là ông Larry Hogan đã chỉ trích cách đối phó và phản ứng của chính quyền Tổng thống Trump với đại dịch là không thỏa đáng. Thống đốc Hogan đã nói rằng Tổng thống đã sớm hạ thấp tác động tiềm tàng của virus và đã bỏ lỡ cơ hội để vượt qua trong khi các quốc gia khác đang trải qua dịch bệnh. Thống đốc Hogan là chủ tịch của Hiệp hội Thống đốc Quốc gia, tiếp tục phát biểu rằng các thống đốc đã được các viên chức y tế công cộng như Anthony Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia, nói với họ về căn bệnh này là nguy hiểm và rất dễ lây lan. Thống đốc tiểu bang Maryland là một trong số ít các nhà lãnh đạo của Đảng Cộng hòa đã công khai đối đầu với Tổng thống Trump và đã chỉ trích phản ứng của chính phủ liên bang đối với đại dịch. Thống đốc Georgia cấm các thành phố ra lệnh đeo khẩu trang. Thống đốc Georgia Brian Kemp vừa chính thức ra lệnh cấm không cho các thành phố ở tiểu bang Georgia đòi người dân phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng.
Lệnh của thống đốc Kemp hủy bỏ lệnh của ít nhất là 15 thành phố khắp tiểu bang đã đưa ra trước đó về việc đeo khẩu trang và ngay lập tức gặp phải sự phản đối của chính quyền địa phương. Thống đốc Brian Kemp, người thuộc đảng Cộng hòa, nói rằng ông muốn dân chúng Georgia tự ý đeo khẩu trang và khuyến khích họ bằng cách nói rằng đeo khẩu trang sẽ giúp giảm thiểu số người nhiễm bệnh và do vậy mới có thể tổ chức được mùa ban bầu dục của các trường đại học. Lệnh đeo khẩu trang từ các chính quyền địa phương được đưa ra khoảng 15 thành phố và khu vực tại Georgia, gồm cả Atlanta, Augusta, Savannah, Rome và thành phố quê nhà của ông Kemp tại Athens, Clark County. Lệnh đeo khẩu trang ở Georgia ảnh hưởng tới 1.4 triệu dân trong khoảng hơn 10 triệu người dân ở đây. Tiếp theo, kính mời quý vị theo dõi bản tin thị trường chứng khoán chiều nay với các chỉ số như sau. Thưa quý vị, chỉ số Dow Jones ngày hôm nay đã đóng ở mức là 26.671.95 điểm, đã bị mất đi 62.76 điểm. Kế đến là chỉ số Nasdaq của ngày hôm nay đóng ở mức là 10.503.19 điểm và được tăng thêm 29.36 điểm. Tiếp theo, chỉ số S&P 500 ngày hôm nay đóng ở mức là 3.224.73 điểm, đã tăng thêm 9.16 điểm. Phần lời công cổ phiếu 10 năm là 0.6530 điểm, đã tăng thêm là 0.030 điểm. Giá dầu thô ngày hôm nay là 40 đồng 55 cent, đã giảm đi 0.20 cent cho một thùng dầu thô. Giá vàng tại Hoa Kỳ ngày hôm nay là 1.811.80 cent cho một ounce, tăng 11.50 cent cho một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng mua vào hôm nay là 50.400.000 đồng một lượng, bán ra là 50.600.000 đồng một lượng. Và cũng tại Việt Nam, một đô la hôm nay đổi được là 23.260 đồng tiền Việt Nam. Vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ và chứng khoán. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Việt Nam.